Giá heo hơi hôm nay ngày mùng 1 tháng 9, đứng yên trên diện rộng, giá heo hơi hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 không ghi nhận thay đổi mới về giá. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thành phố thực hiện giãn cách xã hội, khiến hàng loạt cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phải tạm dừng hoạt động. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc thấp nhất 53.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt lạng sóng. Theo đó, tỉnh Hưng Yên tiếp tục neo tại ngưỡng 56.000 đồng mỗi kg cao nhất khu vực. Theo sát ngay sau đó là các tỉnh thành Bắc Giang, Thái Bình và Hà Nội, hiện giao dịch heo hơi với giá 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 54.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 54.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 56.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 54.000 đồng mỗi kg. Thái Nguyên là 54.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 53.000 đồng mỗi kg. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thành phố thực hiện giãn cách xã hội, khiến hàng loạt cơ sở giết mổ CSGM gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phải tạm dừng hoạt động. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, mà còn gây bất ổn thị trường, đòi hỏi cơ quan chuyên môn cần sớm có phương án trong tình hình mới. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vạn Phúc, Thành Trì, từ tối ngày 29 tháng 8, CSGM heo tập trung do công ty cổ phần Thịnh An là chủ đầu tư, lò mổ Vạn Phúc trên địa bàn xã phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan theo đề nghị hoạt động sản xuất trong thời gian giãn cách, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. Nguyên nhân tạm dừng hoạt động do công ty chưa thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và một số quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo báo Kinh tế và ẩm Đô Thị. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đồng loạt đứng yên. Hiện tại, mức giá thu mua thấp nhất khu vực là 50.000 đồng mỗi kg, tiếp tục được chứng kiến tại tỉnh Bình Định. Đa số các tỉnh thành còn lại đều giao dịch quanh mốc trung bình là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 50.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 54.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 53.000 đồng mỗi kg, Từ Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 50.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 53.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 53.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam quanh mốc trung bình là 53.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới về giá trong hôm nay. Trong đó, đa phần các địa phương đều giao dịch ổn định trong khoảng 53.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại hai tỉnh Đồng Nai và Hậu Giang đang thu mua với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 51.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tân Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 53.000 đồng mỗi kg, Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 54.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 53.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg.